Nhất vô nhị trên thế giới, Apple đã thiết kế chiếc thẻ tín dụng Apple Card của mình một cách tối giản nhất, với bề mặt màu trắng và chỉ khắc thêm các thông tin cơ bản như tên người dùng, logo Apple và một con chip. Chính vì vậy, chiếc thẻ bằng titan này rất dễ bị xấu đi nếu không may dính một vết bẩn nhỏ. Apple cũng đã cảnh báo người dùng không nên để Apple Card trong ví da hoặc túi quần jean, vì có thể làm bề mặt chiếc thẻ đổi màu. Nhưng những người thích mày mò và sáng chế lại tìm ra nhiều cách để biến chiếc thẻ Apple Card đơn giản trở nên nghệ thuật hơn anh chàng Nick Huygan đã chia sẻ trên Twitter thành quả của mình, sau khi đưa chiếc thẻ tín dụng này qua một chiếc máy CNC, sau một quá trình gia công không mấy phức tạp bằng máy CNC, Nick đã làm thay đổi hoàn toàn bề mặt của chiếc thẻ với các đường nét hoa văn được khắc lên. Nick không phải người duy nhất, trên diễn đàn Reddit mới đây cũng đã có một anh chàng dùng máy đánh bóng để đánh bay lớp sơn màu trắng phía trên chiếc thẻ và kết quả là chúng ta có một chiếc Apple các trông ngầu và cá tính hơn rất nhiều. Tất nhiên những sáng tạo này không làm ảnh hưởng gì đến khả năng hoạt động chiếc thẻ tín dụng